Thúy An đang ở Bình Chánh cả nhà. Giờ là 9 giờ mấy rồi cả nhà, Thúy An đi lấy máy cả nhà. Dạ, Thúy An lấy được mấy dòng máy nè cả nhà. Apple, Samsung, Thúy An. Apple nè cả nhà. F1 Trúc Liêm nè cả nhà. Đây. Vô cài đặt thôi. F1 Trúc Liêm RAM 3. Bộ nhớ 16 nha cả nhà. Màu vàng hồng, màu vàng đồng. Đi bảy riêng nha cả nhà. Vô phần kia đặt. Bộ nhớ 32 màu hồng. Apple F5 RAM 4 bộ nhớ 32. Apple F1 F5 cả nhà, RAM 4 bộ nhớ 32 cả nhà. Màu đen nha cả nhà. Cái này nó guarantee nha cả nhà. Máy đẹp trên 90% nha cả nhà. Nay máy của Thúy An về là máy đẹp không nha cả nhà. Cái này vỏ hơi chạy cho nên Thúy An có thay cái vỏ cho nó mới. Máy đẹp trên 99% nha cả nhà. Màu vàng đồng. Tại em không chấp lột keo ra, tại vì lột keo ra sợ máy nó chạy á, rồi ship tới cả nhà nó không được đẹp. Đó là Samsung D116 có camera dưới. Samsung gì? D116. Đây là máy tính bảng Samsung cả nhà. T116 có camera trước nè cả nhà. Máy hết pin rồi, để đang cắm pin. Máy hết pin rồi để đây máy tính bảng mới về luôn nha cả nhà. Màu đen. RAM 1 GB nha cả nhà, bộ nhớ 8 GB nha cả nhà. Màu đen. Máy tính bảng. Thúy An về được một chiếc. Về được một cây A5 nữa nha cả nhà. Máy đẹp len keng luôn. Cái này là kiến cường lực, Thúy An chưa lột ra thôi, chứ không có bị gì hết nha cả nhà. Máy đẹp trên 80%. A5 không chạy xước nha cả nhà. RAM 2 bộ nhớ 16 nha cả nhà. A5 này RAM 2 bộ nhớ 16 nha cả nhà. Màu vàng đồng. Về di dứt một cây nha cả nhà. Samsung G8 nha cả nhà. Đây, Samsung G8 màu đen. RAM 3 bộ nhớ 32 nha cả nhà. Để Thúy An vô cài đặt. Bóc ra. Tống tất cả. Vô cài đặt ra luôn.
chuông. Tết âm lượng cả nhà. Màu đen. Nốt ba nha cả nhà. Nãy thấy An đưa về được một cây nốt ba. Nốt ba neo. Rắn hai bộ nhớ 16 nha cả nhà. Màu trắng. Hôm nay thì em đi lấy máy cả nhà, lấy được cũng mấy dòng cao cao cả nhà. Đây là ếch 10 cộng nha cả nhà. Ram 8 bộ nhớ 128 nha cả nhà. Ếch 10 cộng màu trắng. Cây này 5 triệu nha cả nhà. Đây. Màu trắng nha cả nhà. Máy ếch 10 cộng này không chạy xước luôn nha cả nhà. Đây, cái hàng review lại mấy cái gốc cho cả nhà cùng xem. Lâu lâu thì em mới nhập được về một cây ít 10 cộng như nha cả nhà. Ít 10 cộng, ít 10 cộng này là màn hình riêng chính hãng nha cả nhà. Màn hình công nha cả nhà. Ít 10 cộng này là rớt xuống nước vẫn không bị gì luôn nha cả nhà, để dành cho những anh YouTube có quay dưới sông hay dưới nước gì cũng không bị vấn đề nha cả nhà. Thì em máy điện thoại là Samsung màn hình riêng chính hãng nha cả nhà. Máy đẹp lan can luôn nha cả nhà, không bị vấn đề gì hết. Máy này chưa bung luôn nha cả nhà. Lặn dưới nước cũng không bị gì luôn nha cả nhà. Màn hình riêng chính hãng nha cả nhà. Cái hàng bán 5 triệu. Máy này thì em dành cho mấy anh mà làm YouTube và làm YouTube á cả nhà, để có quay ở dưới sông dưới nước hay gì có lỡ xuôi rớt cũng không bị gì á nhà cả nhà ơi. Để thì em test camera cho cả nhà cùng xem nha. Máy này là camera rất là chuẩn, rất là đẹp, chắc này cũng chín giờ mấy 10 giờ nha cả nhà. Máy rất là đẹp nha cả nhà. Đây, rất là sáng. Máy này thì em bảo hành nha cả nhà. Bảo hành phần mềm lo này kia cho cả nhà nha. Rất là sáng, rất là đẹp nha cả nhà. Đây là mình quay mặt trước này nha cả nhà. Rồi bây giờ mình quay mặt sau. Mình sẽ quay ra đường nha cả nhà. Quay cái mặt thế gian rồi. Bây giờ quay ra ngoài kia. Đó, màn hình rất là sáng nha cả nhà. Chụp luôn. Quay xuyên qua cái điện thoại thứ hai và trong hơn cái điện thoại thứ hai luôn á cả nhà. Đây là mặt trước của em nè cả nhà. Cái này 9 giờ mấy rồi mà màn hình rất là sáng. Bây giờ 9 giờ đêm á cả nhà. Thế em mới đi làm về rồi chạy lên đây lấy hàng luôn á cả nhà. Máy chưa bung nha cả nhà. Ít 10 cộng. Đây.
Thái An có về một cái on 7 nha cả nhà. On 7 RAM 1.5, bộ nhớ 8 nha cả nhà. On 7 này là chức năng như G7 của mình nha cả nhà. Thái An test màn phím, màn hình. Chuông. Về được hai con on 7 nha cả nhà. Đây để Thái An cho cả nhà cũng xem bo của máy. Đây. Thái An bán điện thoại là màn hình riêng chính hãng nha cả nhà. Máy đẹp trên 80% nha cả nhà. Cây on này có một chức năng nha cả nhà. Em về được hai cây on nha cả nhà. Chức năng cũng như nhau. RAM 1.5, bộ nhớ 8 nha cả nhà. Điện thoại của Thúy An á, để Thúy An được đạt 4.000 giờ cả nhà. Giờ hiện tại Thúy An được 2.000 mấy giờ cả nhà, để Thúy An được bật nút kiếm tiền á cả nhà. Thúy An sẽ làm một cái event á cả nhà, để tặng điện thoại cho cả nhà, tặng một chiếc điện thoại. Rồi ai vô xem cái clip đầu tiên của Thúy An á, với bình luận chia sẻ comment nhiều á, là Thúy An sẽ làm một cái event để tặng điện thoại cho người ủng hộ xem kênh điện thoại Thúy An á cả nhà. Là Thúy An sẽ làm chương trình tặng điện thoại á, mỗi tuần là Thúy An sẽ làm một cái chương trình để tặng cho một người bạn nào đó một cái điện thoại trong xem clip của Thúy An nhiều nhất, với lại chia sẻ clip của Thúy An nhiều nhất, Thúy An sẽ bốc thăm trúng thưởng là tặng cái điện thoại á cả nhà. Sẽ theo dõi, nếu mà anh chị em cô bác nào á, xem cái clip đầu tiên của Thúy An, mỗi lần Thúy An đăng clip YouTube lên á, anh chị em nào á, xem và bình luận comment trước á, với lại chia sẻ Facebook á, Thúy An sẽ theo dõi, là sẽ comment tặng cho người đó một cái điện thoại, với lại hàng tuần là Thúy An sẽ làm một cái chương trình. Dạ xin lỗi, Thúy An đang ở ngoài đường lấy máy cả nhà, cho nên tiếng xe hơi ồn, cho nên cả nhà có xem clip của Thúy An tiếng xe hơi ồn á, cả nhà cũng thông cảm nhìn Thúy An nha. Rồi cái event của Thúy An á, là Thúy An cũng mong cả nhà xem hết clip của Thúy An và để Thúy An đạt được 4.000 vợ cả nhà. Hiện tại là người đăng ký kênh của Thúy An là đã đủ rồi, từ từ nó sẽ lên. Bây giờ hiện tại Thúy An cần là mức là 4.000 vợ, hiện tại Thúy An được 2.000 mấy vợ cả nhà. Cho nên Thúy An mong cả nhà và các cô bác và anh chị xem clip của Thúy An, xem dùm hết clip của Thúy An và chia sẻ Facebook, chia sẻ bạn bè để giúp cho Thúy An đạt được mức 4.000 giờ, để Thúy An sẽ làm một cái event tặng điện thoại cho cả nhà. Rồi xong đạt được 4.000 giờ bật nút kiếm tiền, rồi hàng tuần Thúy An sẽ làm một cái event tặng cho những ai xem clip của Thúy An đầu tiên. Là hàng tuần Thúy An sẽ tặng cho một người đó một cái điện thoại và bốc thăm trúng thưởng. Thúy An cũng mong cô bác và anh chị xem clip của Thúy An, để Thúy An được đạt 4.000 giờ, để Thúy An được một chút tính tiền, Thúy An sẽ có tiền mua được nhiều dòng điện thoại cao, để cho cô bác và anh chị cùng mua ủng hộ điện thoại Thúy An, và cô bác từ sâu từ xa có điện thoại để xài. Dạ, tại Thúy An làm công nhân cũng không có nhiều tiền để có vốn nhiều để lấy điện thoại dòng cao cả nhà, cho nên rất mong cả nhà ủng hộ Thúy An, để Thúy An có vốn để lấy những cái dòng cao hơn cho cả nhà. Chẳng hạn như là hôm nay Thúy An gom được một số vốn, Thúy An lấy được X10 cộng này cả nhà, rồi ghi bảy ghim này kia. Cái X10 cộng này rất là đẹp cả nhà. Máy rất là đẹp, chưa bung.
Thôi bây giờ cũng tối rồi, bây giờ Thúy An xin dừng clip ở đây á. Mong cả nhà xem kênh Thúy An điện thoại về, nhớ nhấn chuông đăng ký kênh của Thúy An để Thúy An có động lực làm nhiều cái clip hay cho cả nhà cùng xem. Nhấn chuông để theo dõi video gieo tiếp theo của Thúy An nha cả nhà.